chào các bạn chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày được an lành mình à, đang đứng à, trước à, à, luống ngô gai của mình và rau dền nữa các bạn thấy mình có luống ngô gai về rau dền dài chưa đây là sau lưng phòng ngủ của mình cái phía này á, thì cái hướng rất là dở mưa về mùa lạnh là phía bắc nó thổi tạc vốn cái tương là tuyết với là đá là nó nó đóng đây một 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 vạc thiệt là dày đấy các bạn ạ rồi mà vườn rau mình rộng mà tại sao mình phải đem mấy cây ngô gai ra đây trồng thì qua clip này mình chia sẻ với các bạn mình biết các bạn hiện tại trong ngô gai và rau các thứ rất là tốt nhưng uh, theo mình mình là người uh, trồng uh, uh, lâu mình là người trồng lâu rồi mà trồng trên hai mươi mấy năm mà các bạn biết không trước đây mình có trồng ngô gai trong phần rau của mình nhưng mà rồi lạnh là nó chết 10 cây còn hai cây thôi mà mình ra trồng nơi đây mấy năm sau đi mình trồng nơi đất thịt này mình suy nghĩ là cây ngô gai cái, cái rễ nó à, dài và nó thích đất thịt hơn thì mình ra trong sau lưng phòng ngủ này mà trận bão vừa rồi là tuyệt nặng hả nhiều à, mà cây ngô gái của mình là 10 cây nó chết một cây thôi còn là chín cây thành qua clip này mình chia sẻ với các bạn á, là mình biết hiện tại các bạn trông rất là tốt à, nhưng mà mình theo mình á, thì mình thấy mình thấy là cái cái đất sẹt trong vườn mình á, nếu mình biết à, sắm sợi và chăm sóc có nghĩa là tự nước điều đằng thì cái miệng à, miếng đất sẹt đó hóa thanh đất thịt các bạn các bạn trong cây rất là tốt mà lâu dài nữa có, các bạn thấy rau dền của mình không rau dền về mùa này đâu có có trong vườn rau mình là mình giao rau dền nhiều lắm đó. nhưng mà đâu có à, đâu có cây nào đâu mà ra đây các bạn thấy nó tốt không là vì nó thích cái đất nói chung đó là cái đất xẹt, đất thịt ừ, trong vườn mình rất là cái rau nó rất là cân là các bạn ạ đừng có sẵn vất đi mình biết có nhiều bạn có nhiều bạn à, lập vườn trong rau Thì sẵn đất xẹt vất đi rồi mua đất à, có gỗ dư à, ga đơn soi top tình soi rồi đổ vô mà trồng thì hơi sai đó vô bàn lại hết đất sẹt lên rồi đổ đất uh, garden sói rồi uh, top tin sói rồi uh, lên trồng trong thì nhà tay nhưng mà theo mình thì uh, sai là vì uh, um, các bạn trong không có cái, cái gì nó không có sống lâu uh, và nó không có chắc cái cây uh, sống tạm thời thôi thôi thì qua clip này mình chỉ chia sẻ với các bạn thôi làm thế nào để trong rau ngò gai hoặc là các cái rau khác mà nó được lâu dài nó sống khỏe tươi tốt hơn thôi mình dừng clip tại đây mình chào các bạn nha chúc các bạn một ngày an lành đây